chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme GT Neo và toàn bộ hộp phụ kiện của nó đây. Đây là chiếc điện thoại có rất là nhiều những cái điểm nổi bật. Thứ nhất đó là nó chạy con chip cực kỳ mạnh mẽ của MediaTek, đó là Dimensity 1200. Con chip này được sản xuất ở trên chương trình 6 nanomet và có 5G. Thứ hai nữa đó là nó có một cái màn hình khá đẹp luôn, màn hình Super AMOLED có tần số quét là 120Hz. Và cái đặc điểm thứ ba của nó nữa đó là nó có hỗ trợ sạc rất là nhanh, 55W, nhưng mà cái sạc đi kèm này nó là sạc 65W. Đấy, như thế đã đủ hấp dẫn cho các bạn chưa ạ? Cái chiếc điện thoại này thì mình đã bóc siêu ra trước ở trên TikTok rồi, còn bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Đấy, Realme GT Neo đây, các bạn nhìn thấy không? Rất là rõ ràng, 5G đây, logo của Realme ở phía dưới này. Đấy, cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128, và nó được sản xuất rất gần đây thôi, vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, rất gần đúng không nào? Đấy, bây giờ thì mình sẽ bóc cái hộp của cái sản phẩm ra. Đấy, cái cảm giác bóc hộp ra thì bao giờ nó cũng sẽ rất là thú vị, bởi vì chúng ta chờ đợi xem bên trong hộp phụ kiện nó sẽ có những gì đúng không nào? Đấy, khi mình ta bóc hộp ra chúng ta sẽ thấy này, quay dọc sim này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo ở đây nữa, đây là ốp lưng dẻo tối màu nhá. Đấy, chúng ta sẽ có thêm những cái gì nữa nào? Chúng ta sẽ có thêm sách hướng dẫn sử dụng ở đây này. Bên trong này là sạc nhanh của nó đây. Sạc nhanh của nó thì sẽ có dòng ra tối đa là 10V 6,5A, nghĩa là sạc nhanh 65W rồi nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C chắc chắn rồi. Ok, như vậy là hộp phụ kiện như thế này là mình thấy rất ưng ý, không có điểm gì để chê cả. Có chăng là không có tai nghe, nhưng mình nghĩ là điều đó nó không quá quan trọng đâu. Rồi, mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chuyện này. Quay trở lại với Realme GT Neo thì điều đầu tiên khi mình cầm cái sản phẩm trên tay đó là nó khá là vừa tay luôn. Cái khối lượng của nó chỉ rơi vào khoảng 180g thôi, cầm rất là thoải mái luôn. Cái phần cái cạnh ở phía sau này nó cũng vát vào tương đối nhiều, nên là khi chúng ta cầm vào nó sẽ không bị cấn tay. Cái mặt lưng của chiếc điện thoại này thì có một cách phối màu rất là đẹp mắt. Đầu tiên là nó sẽ có một phần sơn cát như này này, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là giống với cái sản phẩm của Oppo. Đấy, nhưng mà cái phần ở giữa đây này, đây cái phần lệch sang bên trái này thì nó sẽ là cái kiểu dạng bóng như này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, và nó có dòng chữ Realme Dare to Live ở đây. Và cái dòng chữ này thì nó đã bé hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái mặt lưng này thì chúng ta thấy là cái phần bên này, cái phần nhám này này, nó giống kiểu dạng sơn cát này thì nó sẽ rất ít để lại mồ hôi và dấu vân tay, và gần như là không để lại. Nhưng mà cái phần bóng này thì nó sẽ để lại rất là nhiều. Đấy, nên là trong quá trình sử dụng thì mình nghĩ là các bạn nên đeo thêm ốp lưng nữa, bởi vì cái phần ở phía sau này nó cũng sẽ dễ xước, đặc biệt là đối với cái phần bóng này. Ô, các bạn nhìn này, đấy, để phát là đầy mồ hôi và dấu vân tay luôn. Với việc đeo thêm ốp lưng thì mình nghĩ là nó cũng sẽ chống va đập được tốt hơn cho các bạn luôn. Đấy, anh em có ốp lưng là chúng ta cứ đeo vào, chứ tội gì mà không đeo đúng không nào? Còn sau này nó xước sát cái thứ nó vỡ thì lại cảm thấy tiếc. Đấy, mặt lưng ở phía sau chỉ bằng nhựa thôi nhá, đây là cái điểm mà nó phải hy sinh này, mặt lưng bằng nhựa này. Khung viền thì cũng chỉ bằng nhựa thôi. Đấy, nhưng mà cái cách mà cái nhà sản xuất này tạo ra cái thiết kế của sản phẩm này thì mình thấy là đẹp, bởi vì là cái phần khung viền này nó mạ bóng kiểu như là giả kim loại ấy. Còn phần mặt lưng ấy thì cái cách phối màu của thứ thì rất là đẹp. Ok, chúng ta sẽ nói tiếp về cái cụm camera ở phía sau thì sao. Chiếc điện thoại này sẽ có 3 camera sau. Một camera chính có độ phân giải là 64 chấm, khẩu độ f/1.8, tiêu cự 26mm. Nó sẽ có thêm một camera 8 chấm, khẩu độ f/2.3, tiêu cự 16mm. Như vậy là đây là camera góc rộng rồi. Và góc chụp của nó sẽ là 119 độ. Và nó sẽ có thêm một cái camera macro 2 chấm nữa. Đèn flash ở đây là đèn flash 2 tông màu nhé. Đây chúng ta sẽ có cái dòng chữ đó là 64MP triple camera. Ok, đi đến các cạnh của máy thì sao? Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng cũng như là một cái khay. Bây giờ thì mình sẽ chọc cái khay này ra để xem là nó có mấy sim nhá. Nó sẽ có 2 sim và không hỗ trợ thẻ nhớ. Đấy, tuy nhiên là với bộ nhớ trong 128GB thì mình nghĩ là cũng tương đối đủ dùng rồi, cũng không cần phải thêm thẻ nhớ đâu. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn nữa. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C, mic thoại. Chiếc máy này thì vẫn giữ được giác cắm tai nghe 3,5mm và chúng ta sẽ có một cái loa ngoài ở đây nữa. Và cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có hai loa nhé các bạn nhé. Một loa phía dưới này và một cái loa ngoài kim loa thoại phía trên này nữa này. Đấy, và phía trên cùng này chúng ta sẽ có thêm một mic phụ nữa. Chúng ta sẽ nói về cái phần mặt trước của chiếc điện thoại này thì sao. Đầu tiên là cái mặt trước này nó được dán một cái miếng dán màn hình ở đây, nên là khi mà chúng ta mua về chúng ta không cần mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào nữa. Chúng ta sẽ có cái phần viền trên, viền hai bên làm tương đối ổn đấy, tương đối mỏng đấy, nhưng mà phần viền dưới này thì mình thấy là làm khá là dày. Cái chiếc điện thoại này thì sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 16MP, được đục lỗ lệch sang bên trái như này. Và cái camera selfie này thì mình thấy là nó không phải là quá bé đâu, nó không bé được như là K40 với cả K40 Pro đâu. Về màn hình, Realme GT Neo sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,43 inch, tương đối là vừa phải. Độ phân giải sẽ là Full HD+,
2400 x 1080 pixel, tỷ lệ màn hình là 20 chia cho 9 cho một cái mật độ độ ảnh rơi vào khoảng 409 ppi. Màn hình này thì là màn hình Super AMOLED và có tần số quét là 120Hz. Đây, chúng ta sẽ vào trong cái phần màn hình và độ sáng này. Đấy, chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Chúng ta sẽ chọn tốc độ làm tươi màn hình này. Đây, và đây chúng ta có thể lựa chọn được 120Hz. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào. Chiếc điện thoại này thì hiển nhiên là sẽ có tiếng Việt có sẵn, mặc dù nó là hàng sách tay. Realme luôn luôn như vậy, mình rất là thích những sản phẩm của Realme ở cái điểm như thế này. Và khi mà chúng ta kéo xuống dưới như này, chúng ta vào phần giới thiệu điện thoại đi. Đây thì chúng ta sẽ thấy luôn này, tên thiết bị là Realme GT Neo này. Đấy, phiên bản Realme UI 2.0 rồi nhá, dựa trên nền tảng Android 11 này. Con chip là chip 8 lõi. Đấy, thực ra đây là con chip Dimensity 1200. Con chip này thì sẽ có 5G, có tiến trình sản xuất là 6 nanomet và nó sẽ có xung nhịp tối đa rất cao, đó là 3.0GHz. Về pin thì viên pin của chiếc điện thoại này sẽ là khoảng 4500 mAh. Và theo công bố của nhà sản xuất, nó sẽ sạc được 50% pin trong vòng 16 phút và sạc được 100% pin trong khoảng 45 phút. Đấy, thì đấy là những thông số sạc mình nghĩ là rất là nhanh. Còn về vân tay đây thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là chiếc điện thoại này nó sẽ có vân tay ở bên trong màn hình luôn. Đấy, cảm thấy chưa? Như vậy là Realme GT Neo nó sẽ có một số những cái điểm mà mình đánh giá là nó nhỉnh hơn so với cả Poco X3 Pro, một cái chiếc điện thoại mà cũng rất là nhiều bạn mong chờ bây giờ. Poco X3 Pro bây giờ thì các bạn mua thì nó cũng đã phải giá tầm khoảng 7 triệu ngang với chiếc điện thoại này rồi. Đấy, thì nó sẽ có vân tay bên trong màn hình là cái điểm mà nó hơn đầu tiên nữa này. Nó sẽ có sạc 65W đi kèm ở bên trong máy và hỗ trợ sạc 55W. Đấy là cái điểm thứ hai mà nó hơn nữa này. Nó có màn hình AMOLED. Đấy là cái điểm thứ ba mà nó hơn. Nó sẽ có con chip Dimensity 1200. Con chip này thì thực ra là bọn mình cũng chưa so sánh chính xác với cả con chip Snapdragon 860, nhưng rõ ràng là con chip này sẽ có phần hình hơn bởi việc là nó có 5G. Và theo cái bảng xếp hạng chip ý, mà các bạn nhìn thấy trên đây, thì con chip Dimensity 1200 đang là con chip mạnh thứ 10 trên thế giới. Còn con chip Snapdragon 860 sẽ là con chip mạnh thứ 17 trên thế giới. Đấy, thì theo công bố của bảng xếp hạng chip thì con chip Dimensity 1200 đang có phần hình hơn. Đấy là còn chưa kể là khả năng cao là Realme GT Neo cũng sẽ có thêm cái phần camera này tốt hơn đấy. Đấy, thì hôm sau mình sẽ có một video so sánh rất là chi tiết sau để cho anh em có thể có một cái tương quan trực tiếp hơn nhá. Tại vì thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa mượn được cái con Poco X3 Pro. Ok, các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả những thông tin về chiếc điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Điện Thoại Hay. Đấy, còn cái phần giao diện camera đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Camera trước này, ôi camera trước trông khá ổn đấy nhá. Camera sau đây, 1x, 2x, 2x này chỉ làm zoom số thôi. Đấy, 5x là zoom số thôi. Góc rộng của thứ đây, cái này nói chung là về nhà các bạn mò ra thì sẽ thấy. Đấy, anh em có thể truy cập vào website của Điện Thoại Hay. Rồi, bây giờ thì chúng ta mới chính thức tạm biệt nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.